em gọi mà không nghe máy là em mới sợ, sợ đi trên đường nhờ ông đi trên đường sao. Thì em tìm số điện thoại đúng sếp đó em gọi để trả cho ông em về. Và lúc em vừa xin được thì ông này nghe máy, em mới giận, ông ấy về ông ốm em đuổi cút ra. Cứ nhảy vào nháy lắm, cứ nhảy vào cứ ốm em cứ đuổi cút. Coi như là bây giờ này, giờ gút lại là cái tánh xấu của anh này là gì? Nó xạo đó. Hay sao? Nói xạo. Nói xạo hay nói dối em đúng không? Đúng rồi. Còn gì nữa? Nói gì? Rê ra lắm. Rê ra. Chậm chạp đúng không? Rồi gì nữa? Lười vô cùng. Lười gì? Có lười tắm không? Lười tắm. Tắm sống chứ không. Tắm sống không đấy nhở? Lười tắm. Ngày tắm mấy lần? Không, ngày nào cũng phải tắm ạ. Nói chung là. Nhưng mà mắc mới gì tắm xong hơi rịn. Ông tắm ông dầu nước cho vui, tắm 2 phút chắc chưa đến 2 phút. Trời ơi. Dầu nước cho vui đấy hả? Ông bao ông trời kìa, ông đi ra cái sóng người tắm xong mấy ông có từ chưa tắm. Có gì đâu. Cái xong cái xuống bắt tắm lại, tắm xong lấy hối như thương à. Bắt đi tắm lại lên được. Để ông đi tắm xong bóng đó. Nhưng mà bình thường mà đi tắm mà vừa ngủ rồi á, lên là lên ngủ luôn, đâu có tắm. Hèn nó sẽ tắm. Stada, tập đoàn dược phẩm Đức đồng hành cùng sức khỏe Việt. Em xin giới thiệu với quý khán giả và anh chị là em tên là Nguyễn Thành Công, năm nay em 26 tuổi. Em hiện đang công tác tại cảng SBITC. 26 tuổi. Có 26 thôi hả? Dạ vâng. Công. Dạ. Vị chúa, công chúa. Em là. Dạ, em là Thủy Tiên ạ. Năm nay 24 tuổi, em đến từ Nghệ An. Em làm nhân viên kinh doanh của công ty nội thất ạ. May quá, em nói em đến từ Nghệ An chứ còn chậm chút xíu là anh Vinh hỏi em đến từ Huế hả? À? À, đúng rồi ha, giọng nghe y như Huế vậy. Hai em là gặp nhau trong trường hợp nào? Em với vợ em thì gặp nhau cũng hay lắm. Hay lắm là sao? Lúc đó là tụi em hay có cái cuộc mà hay đi phượt. Thì có cái đợt đó là em tổ chức cho mấy bạn là đi phượt ở núi Bà Đen. Thì thằng em đó nó có rủ bạn học cũng đi chơi, và sau cũng đi chơi đó, về thì mới gặp nhau thì thế là cái sau bữa đó là thế là chị ơi. Dạ. Rụng bông hoa gạo là cua đó phải không? Dạ chưa luôn hả? Chưa rụng. Rồi tiếp theo đi. Đi chơi thì em cũng hay đi phượt, nhưng mà toàn đi phượt theo kiểu phượt du lịch không à. Tức là đi có xe ô tô này nọ. Chưa leo núi về bao giờ. Đi khi nào cũng đi tốc cuối. Anh này thì lúc đi lên anh là chốt đoàn, lúc đi xuống anh cũng chốt đoàn. Ôi là sao? Không thể luôn á. Em nói chậm đi. Đi gì? Đi lên núi là leo đá, leo dây là tùm lum á. Rồi bạn này có leo được không? Bạn này thì em cũng leo được nhưng mà đi chậm thôi nên em ở dưới cũng là cũng đó là cơ hội luôn. Em vừa đi cuối nên bạn vợ em cũng vừa đi cuối nên chắc chạy nên ấn tượng nha. Nắm tay đúng không? Chắc nắm tay dạ, không em. Một bên nghèo 4 năm anh chăm sóc lên á. Vậy hả? Dạ. Quá mà. Nhưng mà tại sao em lại có ấn tượng với anh này? Lúc đi lén thì cũng chưa ấn tượng gì lắm. Xong đến khi lúc đi về thì mấy anh trượt đó dần bỏ cuộc hết đấy. Đi hết, đi trượt hết để mình em đi sáu, con ông này ông đi sáu vì em nữa thôi. Kia ông có thấy em mệt quá, tôi quá, anh đi không vừng nữa, ông kêu để anh còng em. Wow. Nhưng mà em không lên, nhưng mà cái cách ông yêu cầu là không phải là vì ông thích mình mà ông yêu cầu, mà vì ông có thương mình. Vì sự mình, an toàn của cái người trong nhóm nữa đúng không? Dạ. Cái mình ấn tượng anh này tốt tính quá. Ấn tượng. Dạ. Rồi sau đó là em bắt đầu tán. Em tán cái này. Tán đi cũng phải nhờ bật đèn xanh nhờ anh tán. Đấy là cuối cùng ai là người cưới ai trước? Cùng là em cưới đó. Tức là về thì cũng có mấy anh đó nói chuyện nhiều, nhưng mà anh em chả thấy kết bạn, chả thấy nói chuyện gì hết á. Được thôi, nói chuyện về anh mà anh kia được thời gian thì ông em mới bắt đầu nói chuyện lại các ấn tượng nữa. Ông nhìn thấy mình như kiểu ông vô cảm á. Thì thử coi mình thử tán coi ông có được không? Là suy nghĩ trong lòng vậy kia. Xong ở mình kết bạn với em thì em đi nói chuyện do xem là có người yêu hay chưa nên họ thiếu nắm được thông tin, là chia tay người yêu được 3 năm rồi. Kia em bật đèn xanh này nó gửi này nó mà ông này ông muốn nói luôn là ông thích kiếm yêu, ông chưa muốn yêu đâu. Kia em này không thích à, không thích thì cõi đó. Là em cám quyết tấm được kiểu gì em đảm bảo được luôn thế thôi. Anh nhưng mà anh không hiểu là cổ tán sao anh. Kêu giống như là em biết là bật đèn xanh gọi là em chỉ cần là hai đứa quen nhau. Dính liền không? Nhưng mà vì lúc trước đó là có người yêu rồi, nhưng mà em chia tay là 3 năm rồi. Trong khoảng 3 năm mà không có người yêu đó, em thích làm gì em làm. Em làm trên công ty thì làm xong, muốn về về ở lại công ty cũng được, qua hôm sau về cũng được. Giờ mà tưởng tượng mà có người yêu lại bắt đầu là phải đúng giờ đi, đúng đi, đúng giờ. Cái đó là cái đầu tiên làm em không có muốn có người yêu lúc đó. Nhưng mà giờ em có một cái chiêu rất là độc.
là bật đèn xanh cho em, nhưng em nói là em không thích, nên vợ nói với em là anh mà không đồng ý thì coi như là mình không làm bạn, cũng không có nói chuyện với nhau nữa. Tức là em thích thì cùng thích đó, nhưng mà ông ấy không muốn thì thôi, nghỉ luôn, không bàn bè, không trò chuyện gì hết. Đúng rồi. Thì cái ông... đúng không? Dạ. Hôm đó là quyết tâm xóa tin nhắn luôn á. Và xong hôm sau ông mình nhắn tin chắc ông sợ mất nữa hay sao? Có chắc gì không? À, lúc đó chắc cũng có sợ, cũng có sợ mất. Đúng không? Cái đó là thứ hai thôi, còn cái thứ nhất nữa. Sao? Ủa, thứ nhất là sao? Bạn của vợ em á, em với nó cũng có nói chuyện với nhau, thì em cũng biết là nó cũng tính toán. À, nhưng mà trong khi nó là có người yêu rồi. Ừ. Người yêu ở xa hay sao? Vợ cho giờ ở Sài Gòn thì muốn tán vợ để gì đấy. Chắc vợ sau này kiểu gì cũng bị thương rồi. Nên ra tay luôn. Có như kể từ lúc cái đèn xanh là được chấp nhận đi. Thì hai em yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Yêu nhau được 7-8 tháng là có quyết định là sẽ cưới. Tròn 1 năm sau là cưới luôn. Hai gia đình có thúc ép không? Hay là do hai đứa là chịu không nổi nữa rồi phải cưới? Cưới bất ngờ lắm, không biết là mình sẽ cưới luôn á. Ôi trời ơi. Dạ. Sao vậy? Tức là hai vợ chồng có về ra mắt trước tình cưới. Anh ấy lúc mà yêu anh còn kêu là đời 2 năm này. Cái xong mà đợt đó là cưới chị gái em, là bố mẹ em mới bao đám cưới. Thì bố mẹ anh mới nghe tin là bố mẹ vào. Thì ông đi gặp mặt thì ông để nói chuyện này nọ thôi chứ đâu có gì đâu. Em thì đi làm, anh này thì ở nhà, nhưng mà anh chả nghe ông ba nói chuyện hay cái gì cả. Cái xong về thì ngồi ăn cơm. Ăn cơm xong thì bố mẹ anh nó về. Bố mẹ anh về thì thấy nhà em mới ngồi bắt đầu mới ban chuyện à. Mùng 2 là đám hỏi, mùng 9 là đám cưới. Em này, ủa cưới ái rồi mẹ? Này cưới mấy chứ cưới ái? Em ngoài sáng hành anh em hỏi chứ. Ủa sao cưới em mà em không biết anh? Anh ngoài sáng, giờ anh mới nghe tin á. Như vậy là rất nhanh yêu nhau nè, lấy nhau là trong vòng 1 năm thôi. Dạ, trong vòng 1 năm. Ồ, vậy thì chắc là lúc lấy nhau về chắc cũng... Nhiều chuyện vỡ mộng. Nhiều chuyện xảy ra lắm đúng không? Ui, nhiều lắm. Em vỡ mộng gì về cô gái này? Lúc mà có người yêu á, thì vợ vẫn ở bên nhà vợ thì... kiểu như một tuần đó mình có thể du di 2-3 ngày mình đi chơi, cứ vợ về rồi là cứ làm xong rồi mình làm đến 7 giờ tối là xác định là phải đi về. Mặc dù là bạn bè anh chị trong ty đồ rủ đi ăn đi nhậu đồ nhiều lắm, nhưng mà em phải từ chối. Từ chối hoài, xong rồi giờ biết mặc định là thôi đi nhậu đừng rủ thằng công nữa. Nó không có đi được. Không, bây giờ để bên này người ta kể tội đi. Em kể tiếp đi, còn em có cái xấu gì đi. Tính xấu là cứ không vừa lòng là giận ra mặt khó chịu liền. Kiểu như không vừa ý một tí gì thôi là im lặng, là im lặng, lặng. Mà cùng giờ cũng nói trước rồi, khi nào em khó chịu thì anh cứ im đi, bữa sau em hết rồi. Nhưng mà em cũng biết vậy, nhưng mà tự em thấy tự khó căng chịu căng sức lương tâm. Hiểu rồi, căng sức lương tâm tùy lúc mình. Không tự bực nữa, tự bực nó mình đâu có làm gì đâu mà cứ khó chịu mình vậy thôi. Chỉ có bị gái là muốn đi chơi không được đi. Có hai lần bị giận là vì sau nhiều lần được mời mà không đi thì em cũng có đồng ý. Một lần để sinh nhật của sếp, một lần thì mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau mà nói đến 11 giờ vợ gọi, em nói là sắp về rồi. Mà xong rồi em tắt máy, hai anh em nói chuyện đã hăng say, thấy vợ gọi nữa em không có nghe luôn, em cứ để im vậy á. Xong giờ gọi hoài không được, xong rồi gọi điện thoại cho bạn của em để xin số đi của cái anh mà sếp em, sếp của em. May sao mà chưa có xin được, chứ xin được chắc chết rồi, mất cỡ chết rồi. Xong rồi sao lúc mà về nhà thì sao? Về thì vợ anh nằm ngủ đó rồi, em vô em đụng cái là bị nạt. Bị nạt xong thôi tự biết thôi, phần nằm im ngủ. Xong rồi khoảng 2-3 giờ sáng thức dậy nhìn không thấy vợ, hai bên không thấy đâu hết. Ngó xuống thấy vợ chưa xuống dưới, đang dưới gác. Nằm mình dưới đó. Không biết làm gì thôi ngủ tiếp. Nhưng mà nãy giờ là chị chưa thấy em kể cái gì mà tính xấu vợ hết trơn. Có nghĩa là vợ em không có gì xấu. Em đang kể tính xấu của em. Nãy giờ từ đó em đang vợ mình tính xấu của vợ chứ. Là hiếm khi em đi mà em đi có hai lần mà cũng bị giận. Ông nghe ông kể dạ đúng với em. Là lần đầu là ông đi chơi vì sếp là ông đi xá. Tức là biệt trước là mình sẽ đi xá mà còn đi nữa. Trong khi vợ nha, là em không hài lòng, nhưng mà đợt có như bỏ qua. Nhưng mà đợt sau này là em có gọi về trước rồi mà có nghe nói là anh đang về. Mà từ công ty về nha thì 20-30 phút là căng rồi. Mà em gọi từ lúc 10 giờ. Mà 11 giờ vẫn chưa thấy về. Khi em gọi mà không nghe máy là em mới sờ đi trên đường, nhờ ông đi trên đường sao. Thì em tìm số điện thoại đúng sếp đó em gọi để trả cho ông em đi. Mà lúc em vừa xin được thì ông này nghe máy, em mới dần ông ấy về, ông ốm em đuổi cút đá. Cứ nhảy vào nháy lắm, cứ nhảy vào cứ ốm em cứ đuổi cút. Coi như là bây giờ nè, giờ rút lại là cái tánh xấu của anh này là gì? Nó xạo hay sao?
Nói xạo. Nói xạo. Hay nói dối em đúng không? Đúng rồi. Dạ. Còn gì nữa? Nói gì? Rê ra lắm. Rê ra. Rê ra. Chậm chạp đúng không? Rồi gì nữa? Lười, lười vô cùng. Lười, lười gì? Có lười tắm không? Lười tắm. Tắm sống chứ không. Tắm sống không đấy nhở? Lười tắm. Ngày tắm mấy lần? Không, ngày nào cũng phải tắm ạ. Nói chung là mà mắc mới gì tắm xong hơi rịn. Ông á tắm ông rồi nước cho vui, tắm hái phục, chắc chút đến hái phục. Trời ơi. Giờ nước cho vui, vui vậy hả? Ông vào ông trời kìa, ông đi ra cái sóng người tắm xong mém có từ chưa tắm. Có gì đâu. Cái xong cái xuống bắt tắm lại, tắm xong lên hầu như thương à. Bắt đi tắm lại lên nữa. Để ông mới tắm xong bóng đó. Nhưng mà bình thường mà đi tắm mà vừa ngủ rồi á, lên là lên ngủ luôn đâu có tắm. Hèn nó sẽ lắm. Không tắm á là cái cho ngủ chung không? Vâng, bình thường nếu mà em có thức á em không cho ngủ chung đâu. Nhưng mà ông này ông đợi lúc em ngủ đợi là khỏi tắm luôn. Nhưng lúc mà yêu nhau em có biết là bạn này lười tắm không? Lúc yêu ông có mà lúc nào người em thơm phức á. Đó là lúc yêu là... đó lúc yêu là đi chơi em như là bây giờ đó, giờ cưới rồi thì bình thường thì em ít khi em xịt, thì khi nào đi chơi thì em xịt. Có nghĩa là xịt dầu thơm. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Rê ra mỗi lần về dưới nhà mà em về được á, ví dụ hèn 2 giờ anh lên thì em cứ dư tu khoảng tầm 5 giờ là lên, đến 5 giờ mới bắt đầu lên. Tức là hôm nay ông phải trì được tầm 2 đến 3 tiếng. Nhưng mà trong tất cả những cái điều mà em kể nãy giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì nhất? Cái tính rê ra, đừng rê ra. Em đừng thích. Có rê ra. Tắm nhiều hơn chút không? Ờ còn... Không phải tắm nhiều hơn chút mà là tắm cái tắm ít, tắm xà bông. Tắm kỹ, tắm xà bông. Rồi còn Công mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì? Bớt giận hơn vu vơ đi. Kiểu như cái nào mà lỗi đáng để giận á thì hẳn giận, còn cái nhỏ nhỏ vặt vặt không có gì khổ bằng vợ giận chứ. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà em nói trước rồi, em nói là tình em ví dụ cô nó bị vướng cái gì trong vướng mặt cái là khó chịu lắm, cứ từ dần cái sau bắt đầu mới ngồi suy nghĩ, nghĩ xong mà thấy cái nó ông đặng dần á là xong thôi từ thôi luôn. Hai em lấy nhau lâu chưa? Dạ được 7 tháng gì. À mới 7 tháng lắm rồi. Ồ là chưa có em bé đúng không? Dạ. Dữ lắm. Là có mong có em bé không? Em thì mong nhưng mà bố mẹ chồng kế hoạch chồng kế hoạch. Là chưa đúng không? Dạ. Chưa muốn để cho chắc muốn người... tụi em có nhà cửa. Bây giờ em ở nhà thuê. Dạ đúng rồi. Dạ. Thôi nếu vậy thì giờ chỉ biết chúc tụi em hạnh phúc thôi chứ làm sao. Trời ơi mấy cái nhỏ dễ thương ra, quá mai mốt là có em bé rồi là cũng có thời gian mà giận nữa đâu. Yên tâm đi. Nhưng mà bạn này thì tắm xà bông thì tốt. Có nghĩa là cái mong muốn đó của vợ thì nên sửa. Rồi cứ thế phát huy. Dạ. Yêu nhau hoài mãi như thế này nha. Dạ vâng, cảm ơn em chị. Chúc cho em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Dạ.